Đến hơn 14 giờ ngày 30 tháng 6, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà dân trên đường lên khu 45, phường Bình Hưng Hòa B. Trước đó hơn 11 giờ, người dân phát hiện khói tỏa ra từ bên trong căn nhà 3 lầu tại hẻm 256 đường lên khu 45, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này, cửa chính ra vào căn nhà đang đóng, người dân chạy đến hô hoán, đập cửa thông báo cho người bên trong biết. Nghe tiếng truy hô, ba người gồm hai người lớn và một trẻ nhỏ bên trong căn nhà chạy lên sân thượng, trèo qua các nhà dân lân cận thoát xuống đất an toàn. Điện tại khu vực sau đó cũng được ngắt để đảm bảo an toàn. Người dân huy động nhiều bình chữa cháy, xô chậu chứa nước đến cậy cửa cuốn căn nhà lên để chữa cháy và đem được một chiếc xe máy bên trong ra ngoài. Riêng hai chiếc xe máy còn lại đang cháy, người dân cố gắng dập lửa nhưng bất thành. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Bình Tân, đội chữa cháy khu vực 4 PC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh sau đó cũng đã có mặt. Đám cháy được dập tắt sau đó, tuy nhiên nhiều tài sản bên trong căn nhà ở khu vực tầng trệt bị lửa cháy hư hỏng. Hiện chưa rõ nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy nhà dân tại hẻm 256 đường liên khu 45, quận Bình Tân đang được công an điều tra và làm rõ.